Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 8 năm 2021 ha. Thì tụi em cũng chuẩn bị ở đây là 120 phần quà để tụi em cũng sẽ đi đến với bà con ở xã Bình Phú nha anh chị nha. Về kinh phí cho 120 phần quà gửi cho bà con ở xã Bình Phú á, là của anh Đăng và chị Hạnh ở Edmonton, Canada nha anh chị nha. Thì bây giờ thì các anh chị ở địa phương đầu là mình sẽ lại, mình sẽ tự bốc hàng để bắt đầu là mình sẽ đem đến với bà con đó anh chị. Quà thì tụi em cũng vô ngày hôm qua. Đây tụi em cũng sắp xếp trước. Hồi nãy thì mình cũng mới vừa đưa lên đó là 12 cái bao gạo. Một bao trong đó thì mình sẽ có là 10 cái túi nhỏ. Một túi vậy là mình sẽ có là 5 kg gạo ha anh chị ha. Còn đây là 120 phần. Ở đây là các anh chị ở địa phương. Hàng ngày thì em cũng nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại của các anh các chị đang thực sự khó khăn đó, cũng gọi điện đến em để mình xin các phần quà, xin một hai phần thôi anh chị. Nhưng mà do là lúc này thì em đi đứng thì tương đối là khó khăn, nên là em phải kết hợp với địa phương. Rồi địa phương thì người ta sẽ tự xem xét gia đình nào khó khăn thì người ta sẽ tự điều phối cái phần quà. Chứ bây giờ thì em không có thể nào mà mình tự đi giúp bà con lẻ như là một phần, một hai phần quà lên Phú Khương, một hai phần quà đi xuống dưới Bình Phú hay là mình đi các xã khác vậy đó anh chị. Nên là các anh chị cũng thông cảm ha. Thì lúc nào mà khi nào mà ở Bến Tre dịch bệnh tình hình mà lắng xuống thì đi mà tương đối dễ dàng tí xíu thì em cũng sẽ cố gắng đến với bà con thật là sớm ha. Trong lúc này thì em cũng đang liên hệ xin phép ở các địa phương xem thử coi là cái cách của em đi từng gia đình đó, để mà đi giống như là nhận được cuộc điện thoại nào đó, thì em sẽ đi đến gia đình đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà em cũng phải đang chờ ý kiến anh chị. Chứ bây giờ thì theo chỉ thị 16 thì em cũng không có tự đi đứng được, thì các anh chị cũng thông cảm cho em nha. Một hồi cái mình sớt xuống bớt á, bây giờ cái xe qua lâm thì 120 phần quà này chở này nó cũng vất vả lắm anh chị. Thường là xe qua lâm thì mình chở khoảng chừng 100 phần là vừa, chỉ còn 120 thì nó hơi dư tí xíu. Lúc trước anh chị nhớ ở phường An Hội mà người ta chở 300 phần quà là nó người ta cũng phải hình thức là như là người ta cũng chở 2-3 chuyến mới hết đó anh chị. Đem đồ đặng hồi mình cắt đồ mình phân ra cho bà con, chứ cái gạo này vợ là chở nguyên bao không. Gạo thì mình chở nguyên bao thì nó tiện nên vậy, chứ mình xé lẻ từng bao ra nữa thì nhiều khi là nó còn chật hơn nữa, mình còn khó vận chuyển hơn nữa ha. Đây là chị Giang ở xã Bình Phú đây anh chị. Chị ơi, hồi nãy giờ chị có kiểm tra đủ là 120 phần quà không chị? Rồi, địa phương đã nhận đủ 120 phần quà vừa gạo và các nhu yếu phẩm khác. Thay mặt địa phương cảm ơn nhà tài trợ giúp những cái hộ dân khó khăn trong cái mùa Covid. Dạ. Dạ rồi, thôi bây giờ bắt đầu mình đi ha chị ha. Rồi. Dạ, dạ. Do là trời bây giờ thì cũng chuyển đen, cũng mới vừa có mưa nhẹ nhẹ nên chị, nên là bây giờ quà thì mình cũng phải trùm lại cho nó cẩn thận. Để nhiều khi là nó ướt thì nhiều khi hư quà của bà con ha. Bây giờ thì em cùng với địa phương thì các anh chị sẽ gửi các phần quà đến cho những hộ khó khăn ở xã Bình Phú đó. Thì mình cũng đi theo để mình cũng sẽ ghi hình để mình cũng gửi kết quả trả cho các mạnh thường quân ha anh chị ha. Đây là chốt ở cầu Nhà Thương.
Thì đây thì mình cũng trình giấy rồi xong bắt đầu là mình sẽ đi qua thôi. Đây là mình qua tới khu vực chợ ngã năm á. Ở khu cách ly phong tỏa ở chợ ngã năm á, hiện tại thì bây giờ mình cũng đã tháo phong tỏa rồi anh chị. Bây giờ em sẽ đi thẳng cái hướng đi ra Bùng Binh Mũ nên là em không có vòng qua bên hướng phường 7 ha. Thì em cũng ghi hình xéo xéo ngay cái hướng chợ ngã năm á. Thì bây giờ người ta đã dỡ phong tỏa rồi nè anh chị. À, ngay đó đó ha. Dỡ phong tỏa rồi. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ tiếp tục đi đến Bình Phú nha anh chị. Đây trước tiên thì tụi em đến phòng trọ Ngọc Vy anh chị. Thì mình cũng có để sẵn cái bàn vậy đó. Thì mình để quà lên, quà với gạo rồi mình sẽ để lên cái bàn. Thì các anh chị mình sẽ nhận mỗi người một phần vậy ha. Một phần quà thì chủ yếu là cũng là một phần quà nho nhỏ thôi anh chị. Trong những lúc này thì ở Bến Tre mình rất là nhiều người khó khăn á. Nên là mình phải chia các phần quà lớn ra để phần quà nho nhỏ để sẽ được nhiều người nhận hơn anh chị. Dạ rồi cô nhận đi cô, là một túi nhu yếu phẩm và một túi mì nha, một túi gạo nha cô. Dạ. 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 Dạ ra từ từ đi anh. Dạ nhận một phần đi anh. Dạ là cảm ơn anh. Dạ dạ một bịch một túi anh. Dạ. Rồi nhờ mấy người kia tới luôn nha anh. Dạ. 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 Dạ rồi. Chị cứ lùi lại, mình phải giãn cách nha chị. Rồi chị cứ việc nhận đi chị. Dạ, với một túi gạo chị. Rồi. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Rồi còn một phần nữa. Dạ. Rồi bắt đầu bây giờ tụi em sẽ đi đến điểm mới thôi anh chị. Đây thì địa phương cũng hỗ trợ mình đi đến từng hộ dân vậy nè anh chị. Vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn. Dạ cô nhận phần quà hả cô? Chân cô bị sao rồi cô? Dạ cô bị tai nạn 9 năm rồi. Dạ. Dạ. Thôi cô nhận phần quà nhỏ nhỏ để mình sử dụng qua mùa dịch này nha cô.
Dạ. Rồi con có nhận đây con tên. Cũng cảm ơn mấy cô mấy chú đó. Dạ. Rồi con tên nhận đây, con tên nhận. À chắc ghim không nổi quá, xách từng bịch thôi cô, được không? Ok, xách từng bịch đi chị. Dạ. Được không? Nào ghim vậy đi. Dạ. Dạ rồi cô khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Rồi cô con mời cô ra nhận phần quà cô. Nhận đi phần quà nhỏ nhỏ thôi nha cô, mình sử dụng nha cô. Dạ rồi cô cứ việc nhận lên đi cô. Dạ rồi cô khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Dạ rồi chị nhận luôn đi chị. Dạ. Khỏe nha chị. Dạ dạ. Rồi, rồi con cứ việc nhận đi. Rồi cứ việc nhận phần quà đi cưng. Dạ con cảm ơn. À rồi. Ở khu vực Bình Phú của mình đó anh chị, là đặc trưng là rất là nhiều các vườn Syri vậy nè. Syri bây giờ vàng tươi luôn nè, đỏ tươi nè anh chị thấy không. Nhưng mà lúc này thì buôn bán đồ cũng khó lắm. Giá thành bây giờ rất là rẻ. Còn có những khu thì người ta cũng đốn Syri bớt để người ta lên đất đô thị, lên đất nền, làm cho nó có giá hơn ha. Có những con đường nhỏ thì tụi mình cũng phải đi bộ nha anh chị. Đi bộ mới đi vô được bên trong. Do con đường này thì anh chị thấy nhiêu xíu à. Vẫn còn các vườn sơ ri nè anh chị, rất là nhiều. Lúc trước Bình Phú đây là sơ ri là rất là nhiều. Còn bây giờ thì ta cũng sẽ lên dừa rồi đó. Hoặc là người ta sẽ lên đất đô thị. Dạ ở bên đây cũng được cô. Ở bên đây đi cô. Khỏi mất công mở cửa. Mình gửi quà cho người ta thôi được rồi. Dạ. Dạ rồi cô để cái ghế xích tới đây ha cô ha. Xong cái cô lùi lại giùm con. Là tới mùa này mình phải giãn cách nha cô. Dạ rồi cô lùi lại giùm con ha. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi nhà mấy chị. Tới mùa này thì mình phải cẩn thận như vậy mới được cô ơi. Dạ. Dạ rồi con nhờ cô đến nhận phần quà nha cô. Dạ, cô bước tới nhận đi cô. À nhận phần quà nhỏ nhỏ thôi nha cô. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ rồi cô ghim vô đi cô. Dạ. 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 Dạ rồi cô vô hả cô? Dạ. Trời, cá nhận phần quà đi cưng. À, nhận để sử dụng trong cái mùa dịch này nha. Rồi, bưng lên đi vô ha. Rồi, vô nhà hả cưng ha. Rồi. À, lấy một cái phần quà với một túi gạo. Dạ. Ở đây thì tụi em mình vào trong các khu phố. Dạ, dạ rồi cô nhận vô hả cô ha. Dạ để sử dụng hả cô. Dạ, dạ rồi con cảm ơn cô. Rồi ở đây thì mình cũng đi tới từng hộ như vậy nè anh chị. Dạ rồi con mời mấy cô ra nhận quà nha. Dạ, à một người nhận trước đi cô, bây giờ mình giãn cách ra ha. Dạ. Dạ, dạ dạ, dạ rồi nhận luôn đi. Quen không? Nghe tiếng quen không? Rồi nhận đi cưng. Rồi nhận luôn đi cưng. Dạ. Dạ rồi chị. Dạ rồi cô nhận phần quà đi cô. Dạ dạ. Để sử dụng nha cô. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi chú nhận giùm con phần quà nha chú. Dạ, nhận sử dụng á chú ha. Dạ. Dạ rồi mình ôm phần quà lên là được rồi chú. Dạ.
Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ rồi chị, nhận đi chị, cứ việc nhận đi chị. Dạ. Nhận đi sử dụng nha chị nha. Dạ. Dạ rồi anh cũng nhận luôn đi anh ha. Nhận phần quà để mình sử dụng trong mùa dịch này nha anh. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Hiện tại thì bây giờ tụi em cũng đang ở ủy ban xã Bình Phú đây anh chị. Do là tụi em đi thì nó cũng hơi lâu nên là các phần quà ở xe qua lâm thì mình phải xuống quà ở địa phương rồi xong nặng cho cái xe qua lâm người ta còn đi về nữa anh chị. Rồi nãy giờ thì hai vợ chồng tụi em mình cũng đi cùng với các chị ở địa phương á, mình cũng đi đến từng hộ dân hoặc là các khu mà nhà trọ đó để mình sẽ gửi trực tiếp đến một số nhà hộ dân ha anh chị ha. Thì do là số lượng quà thì nó cũng hơi nhiều, tới 6 giờ chiều là do là cái giờ giới nghiêm đó anh chị, nên là tụi em đi cũng một số gia đình khó khăn nữa, mình cũng đi tượng trưng thôi, rồi xong rồi tụi em cũng sẽ về nha anh chị. Còn lại bao nhiêu phần thì em cũng sẽ nhờ địa phương sẽ tự phân phối xuống cho bà con, nhưng mà em thì em cũng sẽ cố gắng đi trực tiếp đến khi nào mà nó hết thời gian thì thôi nha anh chị nha. Đây thì người dân người ta cũng chuẩn bị cắt rổ, đặng mình sẽ để quà vào đây, hồi thì người dân người ta sẽ nhận ha. Để lên cái rổ vậy ha, thì người dân người ta sẽ ra nhận thôi. Dạ cô nhận phần quà đi cô. Dạ dạ. Anh ra nhận luôn đi anh. Ra bỏ ra nhận quà luôn đi anh. Dạ rồi anh sử dụng ha anh ha. Đó thôi, rồi cô cứ việc nhận phần quà đi cô. Dạ. Dạ, dạ rồi cô nhận phần quà vô là được rồi cô ha cô, để sử dụng ha cô. Nhận phần quà thế cho đứa em và dạ, cũng như thay mặt cho đứa em với gia đình là cảm ơn ba đoàn thể với những nhà tài trợ với dạ, chính phủ. Dạ. Hành của xã hỗ trợ cho em mốt dạ, với bà con. Dạ. Dạ, dạ là cô để lên sử dụng hả cô ha. Nhiều dữ lắm nha. Dạ. Lòng nhiều hả cô. Cô bách lòng nhiều. Cô bách à. Dạ. Rồi ra lấy luôn đi cưng. Ra lấy đây. À nó giờ. Giờ. Giờ nhường nhường cho người khác ra lấy nè. Dạ dạ mình cứ ra lấy đi chị, đi cô. Dạ. Ở trong nhà mà mình không đâu cần đeo khẩu trang, tụi con đứng xa an toàn rồi, cô cứ việc nhận đi. Dạ. Để sử dụng hả cô ha. Dạ, dạ rồi cô. Dạ rồi. Ừ. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi đó anh chị. À, tụi em cũng sẽ cố gắng mình đi thăm vài hộ nữa. Rồi bắt đầu tụi em cũng sẽ đi về. Tại vì hiện tại bây giờ là 6 giờ là tới giới nghiêm anh chị. 6 giờ thì mình cũng không có được đi ra đường nha. Đây thì các chị ở các ấp thì mình cũng dắt mình đi đến từng hộ gia đình ha. Đi vào rất là xa. Có những nhà thì đường đi không được thông thương, nên là mình phải đi bộ đi bộ đến
gửi quà cho bà con ha anh chị. Này là đường đi nè, cũng đi ké. Đây, cậu khỉ nha. Nhà này không có đường đi luôn. Đi thì phải chui về nè anh chị. Trời ơi, lần đầu tiên mới mà đi phải đi đường như vậy á. Dạ rồi. Đường đi, nhà bên kia cũng vậy. Dạ. Hai hộ đó cũng không có đường đi. À là căn bên đây với căn bên kia hả cô? Ừ, ba căn lận mà con nhỏ kia nó bỏ nó vô trong. Dạ. Kia nó mướn nhà trọ nó ở rồi. Dạ. Dạ rồi cô để cái ghế ở ngoài á cô, rồi xong rồi cái tụi con để quà cho cô. Để cái ghế nha. Nhà ở đây bây giờ. Ở trong đây không có đường đi luôn anh chị. Khổ ghê. Dạ rồi để đó được rồi cô. Dạ rồi cô lùi lại. Rồi được rồi. Đó rồi để quà lên. Sách từ nãy giờ nặng quá trời rồi. Ủa sao cái nhà bên kia? Nhà là có nhỏ này. Ủa anh vợ con đó. Rồi để quà lên đi chị. Quê nè, thôi kệ để mình để luôn đây cho chị nhận luôn, mất công khổ quá bệnh. Dạ. Nhà đây là không đường đi luôn hả cô? Dạ rồi cô bước tới nhận đi cô. Bước tới nhận đi cô. Dạ. Dạ. Trời ơi đường không đường đi về rồi sao đi ra vô? Đi đằng này. Dạ. Đi về nhà luôn đi. Dạ. Dạ rồi thôi mấy cô dùng nha. Dạ dạ. Cảm ơn cô Tám. Dạ, dạ. Đi hôm nay thấy cũng đuối hả chị ha? Nói chung cho quà cho hộ dân là đi cỡ nào cũng thấy đuối. Dạ. Dạ, thì thôi bây giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi, thôi thì em cũng về. Còn lại bao nhiêu phần thì em đợi, cũng như là em cũng nhờ là địa phương có gì hỗ trợ để giúp cho người dân hả chị ha? Rồi, chị cảm ơn chị sẽ tải những phần quà này hộ dân người gửi lại, cảm ơn tính mạng hùng quân luôn hết nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nha chị nha. Dạ. Rồi cảm ơn cái nguyên ngày nay hỗ trợ cho chị. Dạ, bây giờ đi giờ cũng đuối rồi chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Dạ, chị cũng ơn luôn. Dạ. Bây giờ là đã là 5 giờ rưỡi rồi đó anh chị. Tụi em đi làm á, về thì mình cũng phải canh là trước cái giờ giới nghiêm là 6 giờ đó anh chị. Chứ nếu mà mình về trễ hơn 6 giờ là bị phạt anh chị ha. Hôm nay thì em đi từ hồi 1 giờ rưỡi mà em đi tới giờ này là 5 giờ rưỡi luôn, là 4 tiếng đồng hồ anh chị. Thật sự thì bây giờ mình cũng đi chưa có hết ở cái địa bàn ở cái xã Bình Phú nữa. Do là ở xã Bình Phú thì nó rất là rộng, mình phải đi từ ấp này qua ấp kia
rồi mình cũng đi đến từng hộ dân á, nên là cũng rất là lâu. Thì tạm thời thì em cũng đi một số nơi vậy, còn lại bao nhiêu thì em cũng nhờ ở bên mấy cái chị ở bên hội phụ nữ thì cũng sẽ gửi quà cho bà con ha anh chị ha. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến anh Đăng và chị Hạnh ở Edmonton, Canada đã hỗ trợ kinh phí cho em để em đến gửi các phần quà nhỏ nhỏ cho bà con ở xã Bình Phú, có những phần quà để người ta có thể là sử dụng trong lúc khó khăn này ha anh chị ha. Thì video của tụi em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.